Khắc Ngọc ghi siêu phẩm và huấn luyện viên Park Hang-seo ăn mừng. Khắc Ngọc lập siêu phẩm từ cú đá phạt mẫu mực, bóng đủ cao để bay qua hàng rào chắn của Than Quảng Ninh nhưng lại đủ thấp để đi vào khung thành. Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh đã nỗ lực hết sức nhưng không thể cản phá, đơn giản bởi cú sút của Khắc Ngọc quá đẳng cấp, chính xác đến từng cm. Dưới sân, Khắc Ngọc và các cầu thủ Viettel phấn khích với bàn thắng ngoạn mục và giúp đội nhà thoát thua. Thì trên khán đài VIP, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng làm động tác ăn mừng tương tự trước khi lặng lẽ ghi điều gì đó vào cuốn sổ tay của mình. Sau trận đấu, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng của Viettel chia sẻ: "Thời gian gần đây Khắc Ngọc phát triển mạnh về chuyên môn. Nếu được, tôi sẽ tiến cử Khắc Ngọc cho đội tuyển. Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam cần những nhân tố như Khắc Ngọc. Cậu ấy có khả năng sút xa tốt, những tình huống bóng cố định có thể xử lý và đem lại sự khác biệt. Sở trường của Ngọc là tiền vệ trung tâm. Tôi nghĩ với thiên hướng tấn công, cậu ấy có thể hỗ trợ được cho hàng tiền đạo." Còn huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam nhấn mạnh: "Khắc Ngọc có chuyên môn tốt, cậu ấy cũng ghi nhiều bàn thắng tương tự như cú đá phạt trong trận đấu hôm nay. Khắc Ngọc là mẫu tiền vệ tấn công, sút xa và chuyền bóng đều rất tốt. Huấn luyện viên Park Hang-seo nên chú ý đến Khắc Ngọc." Huấn luyện viên Park Hang-seo thường xuyên trao đổi với các huấn luyện viên, các cầu thủ quen biết để nắm bắt thông tin về những cầu thủ mà ông đang quan tâm. Tất nhiên, yếu tố chuyên môn luôn đặt lên hàng đầu, nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn muốn tìm hiểu thêm về những cầu thủ mà mình có thể gọi lên đội tuyển, nhất là sự chuyên nghiệp, khát vọng cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Khắc Ngọc từng được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên đội tuyển năm 2018 nhưng chưa gây được ấn tượng. Thời gian gần đây, thầy Park liên tục hỏi những cầu thủ Nghệ An về Khắc Ngọc và kênh thông tin được khai thác nhiều nhất là Quế Ngọc Hải, người bạn thân, người anh em tốt của Khắc Ngọc. Tất nhiên, Quế Ngọc Hải luôn luôn tiến cử Khắc Ngọc cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Khi còn khoác áo Sông Lam Nghệ An, Khắc Ngọc đã khẳng định được đẳng cấp của mình. Nhưng kể từ khi đầu quân cho Viettel, Khắc Ngọc còn tiến bộ hơn nữa và giờ đã đạt đến độ hoàn thiện. Lối chơi của chàng tiền vệ 28 tuổi này là sự tổng hòa của khả năng tranh chấp, kỹ năng thu hồi bóng, tốc độ thoát pressing, kiến tạo, ghi bàn, sút xa và đá phạt. Tất cả đều rất toàn diện. Khi cần, Khắc Ngọc có thể lui về để bọc lót cho hàng thủ, giảm tải cho hệ thống phòng ngự và cũng có thể lao lên đá như một tiền đạo lùi với chất lượng rất cao. Quan trọng hơn, Khắc Ngọc hoạt động như một dấu gạch nối giữa hàng thủ và hàng công, giúp cho đội bóng có tính kết dính cao hơn. Nếu chúng ta đếm kỹ, chắc chắn Khắc Ngọc là cầu thủ cầm bóng nhiều nhất ở Viettel và gần như tất cả những tình huống quan trọng nhất đều qua chân cầu thủ này. Mọi người trầm trồ với pha đá phạt đẳng cấp của Khắc Ngọc vào lưới Than Quảng Ninh và cũng có rất nhiều người đã tìm kiếm những bàn thắng của Khắc Ngọc để xem lại. Với bản thân Khắc Ngọc, bàn thắng mới đây vào lưới Than Quảng Ninh không nằm trong danh sách những bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của mình. Có hai bàn thắng Khắc Ngọc nhớ mãi. Một là bàn thắng vào lưới U21 Malaysia trong trận chung kết U21 quốc tế năm 2013. Hai là siêu phẩm vào lưới Tampai Rover của Singapore tại AFC Cup năm 2018. Sau này, pha lập công ấy của Khắc Ngọc được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất và cũng giúp Khắc Ngọc giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Á tháng 2 năm 2018. Nhưng có lẽ với huấn luyện viên Park Hang-seo, giá trị và đẳng cấp của Khắc Ngọc không chỉ nằm ở những bàn thắng. Khắc Ngọc được sinh ra trong một gia đình khá giả ở phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Khác với tuyệt đại đa số các cầu thủ đồng hương vốn tìm đến bóng đá để thoát nghèo, Khắc Ngọc chơi bóng đơn giản chỉ vì đam mê và cũng để thực hiện di nguyện của người cha quá cố. Vì bố yêu bóng đá và vì bố yêu con nên ngày nào bố cũng đèo Ngọc lên Sông Lam Nghệ An để tập đá bóng. Năm 15 tuổi, Khắc Ngọc mất cha vì bố mắc căn bệnh hiểm nghèo. Kể từ đó, Khắc Ngọc phải tự mình đạp xe đi tập. Khắc Ngọc sợ đi xe đạp một mình, không phải sợ đạp xe vất vả, mà sợ cái cảm giác vừa đi vừa nhớ bố. Nhiều hôm, đội Sông Lam Nghệ An nghỉ tập, Khắc Ngọc cũng không về nhà để không phải đi xe đạp một mình. Khắc Ngọc kể, đã có rất nhiều lần vừa đạp xe vừa khóc vì nhớ bố. Nếu không có sự ủng hộ của bố, Khắc Ngọc có lẽ không thể tập luyện bóng đá bởi mẹ phản đối quá quyết liệt. Khi ấy, bố đã nói với Ngọc rằng bố mẹ muốn tốt cho các con và ủng hộ con đường mà các con đã lựa chọn. Một khi các con đã lựa chọn rồi thì phải chiến đấu đến cùng, phải làm cho tốt. Trước khi qua đời, câu nói cuối cùng của bố dành cho Khắc Ngọc cũng liên quan đến bóng đá, liên quan đến đội tuyển Việt Nam. Bố mong cậu con trai út của mình sẽ được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển để đại diện cho đất nước Việt Nam. Khắc Ngọc vẫn nhớ lời hứa ấy và đã nỗ lực trong suốt 13 năm qua để hoàn thành lời hứa với người cha. Năm 2011, Khắc Ngọc lên đội 1 Sông Lam Nghệ An để chinh chiến ở đấu trường V-League. Sau bao nhiêu năm tập luyện cố gắng,
trải qua biết bao nhiêu khó khăn để đạt được giấc mơ ấy, Khắc Ngọc như bị dội một gáo nước lạnh vào quyết tâm cháy bỏng của mình. Bởi mùa giải cứ trôi qua mà vị trí của Ngọc vẫn chỉ là trên băng ghế dự bị. Lúc ấy Khắc Ngọc đã bàn với mẹ nghỉ bóng đá, về nhà kinh doanh với mẹ, lấy vợ, sinh con và sống một cuộc sống bình thường như biết bao nhiêu người dân khác. Đúng lúc đang định buông xuôi tất cả, Khắc Ngọc nhớ đến lời hứa với bố và sự quyết tâm lại trỗi dậy. Khắc Ngọc lặng lẽ thắp hương đứng trước bàn thờ và hứa với bố một lần nữa rằng rồi một ngày con sẽ tỏa sáng và cống hiến cho đội tuyển Việt Nam như mong ước của bố. Dù thành công lớn cùng các đội trẻ Solam Nghệ An với chức vô địch U17 quốc gia năm 2008, vô địch U21 quốc gia 2013 và giành luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải, nhưng sự nghiệp đỉnh cao của Khắc Ngọc lại luôn gặp những thử thách và thành công luôn đến rất muộn. Có một điều mà không phải ai cũng biết, trước đây Quế Ngọc Hải đá tiền vệ, nhưng vì Khắc Ngọc quá xuất sắc nên các thầy ở Solam Nghệ An đã đẩy Quế Ngọc Hải về đá ở vị trí trung vệ. Nhưng khi người bạn thân của mình đang là đương kim đội trưởng đội tuyển Việt Nam thì Khắc Ngọc mới chỉ thi đấu được đúng 20 phút sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Solam Nghệ An nổi tiếng với lối chơi rắn, thậm chí là sẵn sàng chơi xấu xí hòng ngăn cản đối thủ để chinh phục thành công. Nhưng Khắc Ngọc là yêu bóng đá đẹp, luôn coi bóng đá là một bộ môn nghệ thuật mà các cầu thủ là những người nghệ sĩ phải mang hết cái hay, cái đẹp, cái ngoạn mục của bóng đá tới với khán giả. Thế nên ban đầu Khắc Ngọc chơi ở vị trí tiền đạo, ghi rất nhiều bàn thắng, nhưng chính các thầy đã phát hiện ra tài năng kiến tạo lối chơi, những đường truyền thông minh cho đồng đội lập công nên mới đưa Khắc Ngọc về chơi ở vị trí tiền vệ, một vị trí đòi hỏi sự đa năng và toàn diện. Ở ngoài đời, Khắc Ngọc rất hiền lành, ít nói và thi thoảng chỉ nở một nụ cười mỉm rất duyên, nhưng bên trong là cả một ngọn núi lửa quyết tâm đang hừng hực cháy. Nói về sự chăm chỉ, kiên trì và khát khao, Khắc Ngọc luôn là số 1. Chính vì thế, mỗi lần ra sân, Khắc Ngọc luôn thể hiện sự máu lửa cao nhất, nỗ lực trong từng đường bóng, cố gắng ở mỗi bước chạy và không ngừng sáng tạo để cống hiến cho khán giả và thỏa mãn niềm đam mê của chính mình. Tất cả những yếu tố đó đã hun đúc và hoàn thiện lên một Khắc Ngọc đa năng và toàn diện như hiện nay. Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, rất hiếm tiền vệ nào trở thành thủ lĩnh và cống hiến một phần quan trọng nhất cho đội bóng mới ngay sau khi chuyển đến được vài vòng đấu. Khắc Ngọc là một trong số ít những người đã làm được điều thần kỳ như vậy. Ngoài tài năng, Khắc Ngọc còn là một cầu thủ hòa nhập rất nhanh và nó nằm ở sự chăm chỉ nghiên cứu. Nghiên cứu về đối thủ, nghiên cứu về đội nhà, nghiên cứu về sở trường, sở đoản của từng đồng đội để khai thác hết sở trường và cải thiện sở đoản cho đồng đội của mình. Chính vì thế, dù mới đá được vài trận cho Viettel, nhưng Khắc Ngọc đã trở thành trái tim về chiến thuật của đội, ghi 2 bàn thắng trong 2 trận đấu liên tiếp cho đội nhà, trong khi Vũ Minh Tuấn và Quế Ngọc Hải đều có mùa thứ 2 ở Viettel nhưng vẫn chưa tìm được đẳng cấp vốn có của mình. Có một câu chuyện rất hay được các thầy ở Solam Nghệ An kể. Trước đây Khắc Ngọc rất ham bóng, hay cầm bóng vì muốn khẳng định tài năng và thỏa mãn đam mê ghi bàn của mình. Thế nhưng các thầy đã phân tích rằng một cầu thủ hay phải là một cầu thủ đáp ứng được các điều kiện. Đầu tiên là phải có trình độ, có tinh thần đồng đội, tuân thủ kỷ luật chiến thuật và tạo ra sự gắn kết giữa mọi vị trí trên sân. Kể từ đó, Khắc Ngọc đã thay đổi, lấy việc hỗ trợ đồng đội tỏa sáng là thước đo thành công cho bản thân mình. Huấn luyện viên Park Hang-seo có nhiều lý do để trao cơ hội cho Khắc Ngọc, một tiền vệ công thủ toàn diện, một chân sút cự phách dù là chân phải hay chân trái, dù là tình huống bóng sống hay đá phạt, một cầu thủ hết sức thông minh, nắm bắt ý tưởng rất nhanh và là mẫu cầu thủ thích nghi rất tốt với mọi sự thay đổi. Người ta thường ví Khắc Ngọc giống như một bông hoa nở muộn, nhưng khi hoa đã nở rồi thì hương hoa sẽ bay khắp cả khu vườn. Giấc mơ đội tuyển, lời hứa với người cha quá cố của Khắc Ngọc sắp được hoàn thành và một chương mới trong sự nghiệp, trong cuộc đời của Khắc Ngọc đang mở ra. Tất cả chỉ còn chờ đợi giấy triệu tập lên đội tuyển Việt Nam từ huấn luyện viên Park Hang-seo. Vlog Minh Hải cũng xin được cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian và tình cảm cho Vlog Minh Hải. Và để nhận được thêm những câu chuyện mới, những câu chuyện hay, những video clip cập nhật thì các bạn có thể bấm vào đăng ký, bấm vào sub và nhớ ấn vào chuông và chọn tất cả để YouTube sẽ báo cho các bạn mỗi khi Vlog Minh Hải có video mới. Mọi câu hỏi, mọi đề xuất về mặt nội dung các bạn có thể inbox vào Facebook cá nhân của Minh Hải có tên là Minh Hải. Các bạn có thể search ở trên Facebook chữ Vlog Minh Hải hoặc chữ Nhà báo Minh Hải hoặc chữ Minh Hải thì đều ra cả. Và hiện nay thì mình đang để avatar là hình ảnh mình và Lương Xuân Trường. Và cũng xin được cảm ơn tất cả các bạn đã luôn luôn ủng hộ cho Minh Hải Sport. Hiện nay thì Minh Hải Sport đang giảm giá từ 10 đến 42% cho các sản phẩm đang cung cấp bởi Minh Hải Sport. Và chúng tôi chỉ bán hàng chính hãng. Một sản phẩm không chính hãng sẽ được đền bù
1.000 lần và chúng tôi ship toàn quốc. Các bạn có thể liên hệ bằng cách là inbox vào fanpage Minh Hải Sport mà mình để ở phần mô tả cũng như là ở phần comment, hoặc các bạn có thể gọi điện đến đường dây nóng 0856102030. Xin được cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian cho chương trình và luôn luôn ủng hộ cho Minh Hải Sport và Vlog Minh Hải.